4 năm trước, anh ấy không ghi bàn, nhưng anh ấy vẫn là cầu thủ quan trọng. Giroud đang trải qua những giai đoạn khó khăn trong sự nghiệp. Anh ấy thường bị chỉ trích nhưng mọi người giờ đã nhìn thấy phẩm chất của anh ấy. Anh ấy có tinh thần mạnh mẽ và đã phá vỡ kỷ lục rất khó do Henry nắm giữ. Đó là những gì mà huấn luyện viên Didier Deschamps nói về Olivier Giroud sau chiến thắng của đội tuyển Pháp với tỷ số 3-1 trước đối thủ Ba Lan tại vòng 1/8 World Cup 2022. Với nhiều người, ngôi sao sáng nhất triệu đô đó không ai khác chính là chân sút số 1 trên hàng công của đội Pháp tại World Cup 2022, Kylian Mbappe. Thế nhưng, cũng ngay chính trong trận đấu đó, Olivier Giroud cũng đã có được bàn thắng, lặng lẽ vượt qua huyền thoại đội tuyển Pháp Thierry Henry để trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho những du gà trống Gauloa với 52 bàn thắng. Trong một khoảng thời gian dài, Giroud được coi là diễn viên phụ, dù đó là ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Ngay cả khi anh được huấn luyện viên Deschamps xem là một mắt xích quan trọng trong chiếc vô địch thế giới của đội tuyển Pháp 4 năm về trước, nhưng tiền đạo của AC Milan vẫn luôn bị gieo biểu và chê bai. Người ta cười anh vì suốt cả hành trình World Cup 2018, Giroud không sút trúng đích nổi một lần, chứ chưa nói đến việc ghi bàn. Thậm chí, ngay trước thềm giải đấu UEFA Euro 2020 diễn ra, Karim Benzema, chủ nhân danh hiệu quả bóng vàng mùa giải 2021-2022, đã từng so sánh bản thân với Olivier Giroud. Benzema cho rằng bản thân là một chiếc xe công thức 1, còn người đồng đội ở tuyển Pháp chỉ là một chiếc xe go-kart. Bỏ ngoài tai những lời so sánh ấy, tiền đạo 36 tuổi vẫn cần mẫn luyện tập và cố gắng thể hiện tốt nhất khả năng của mình mỗi khi được trao cơ hội. FIFA World Cup 2022 cận kề, với phong độ cao trong màu áo của Real Madrid, Karim Benzema được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn trên hàng công của đội tuyển Pháp để bảo vệ chức vô địch giành được 4 năm về trước trên đất Nga. Thế nhưng, trước ngày World Cup khởi tranh 2 ngày, tiền đạo đội trưởng của kênh trành trắng đã không thể thi đấu ở Qatar vì chấn thương mà anh gặp trước đó vẫn chưa hồi phục. Đứng trước một tổn thất quá lớn trên hàng công, nhưng huấn luyện viên Deschamps đã không gọi thêm bất kỳ cầu thủ tấn công nào mà quyết định tin tưởng vào Giroud. Tận dụng cơ hội của mình, Giroud ngay lập tức chứng tỏ khả năng. Sau cú đúp ở trận mở màn trước đối thủ Úc, Giroud lại ghi bàn trong trận đấu quan trọng ở vòng 1/8 trước Ba Lan. Giroud có 9 lần chạm bóng trong hiệp 1, ít nhất so với bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Nhưng chỉ một bàn thắng trước giờ nghỉ giữa hiệp cũng đủ để khẳng định anh là một sát thủ trước khung thành của đối phương. Phút 76 của trận đấu, Giroud đã rời sân và nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt từ những cổ động viên có mặt trên sân. Giroud nhận một cái ôm ấm áp từ Didier Deschamps trước khi lên băng ghế dự bị, đập tay với các đồng đội. Ở cái tuổi 36, bằng sự cố gắng của bản thân, Giroud vẫn để lại những dấu ấn rất riêng, khiến tất cả phải nhớ về mình.